Hôm nay học tiếp bài 3 nhé. Phát âm rồi, cơ bản 1, cơ bản 2 rồi, sang gia đình. Ôn tập, làm lại. Anh trai, cưa cửa. Anh trai, cách nhớ chữ là anh trai ấy thì ngăn lắm đó. Cho nên là cái gì nó cũng như là cái xếp vào bàn ấy. Đồ xếp vào bàn ấy. Cửa, mau, chỉ chiếc, cậu, Cái chữ chỉa chia, chỉ chiếc. chỉa chia này cũng vậy. Chỉa chia thì có bốn nữ bên trái, nhìn rất là dễ nhớ, và cái gì cũng phải xếp ngăn nắp như là cái chồng sách xếp lên như này này. Cậu, cưa cửa, Chị gái chỉa chỉ chia, chiếc, cậu, cưa cửa, mau, chỉ chiếc. Tha sư chỉ chết. tha ở đây là chữ tha này nó có bộ nữ cho nên nó sẽ là cô ấy. Có cơ cửa dỗ. Dẫu, dẫu là thanh thanh ba là có. Ủa, dẫu cưa cựa, nhưng mà chữ ủa với chữ dẫu là hai thanh ba đứng cạnh nhau thì một cái phải biến thanh đi, chỉ có cái chữ cuối cùng của thanh ba là được giữ đúng thanh ba thôi, cho nên tất cả sẽ biến biến thanh hết về về thanh hai thì thành là ủa dẫu cưa cựa, thì bây giờ thành là úa dẫu cưa cựa. Tôi có anh trai. Tha dấu chỉ chết. Tha, tha ở đây là có bộ nhân đứng cho nên là sẽ là anh ấy có chị gái, chứ chị gái này là có bộ nữ, hai cái bộ nữ xong rồi ngăn lắp xếp như cái tủ ấy. Dấu. Dẫu, ở đây có một bộ này là bộ nguyệt, mình xem qua nhé. Bộ nguyệt nếu mà đứng bên phải của chữ thì nó có hàm ý là chỉ mặt trăng, những bộ này thường liên quan đến mặt trăng, ánh sáng hoặc là thời gian. Nếu đứng bên trái của chữ thì nó có hàm ý chỉ thịt, những bộ này thường liên quan đến các bộ phận cơ thể bao gồm nội tạng. Dẫu, em trai, Đi tì tì, chỉa chỉ chia. chiếc cậu mau đi đi Tì tì khác với chia, với anh trai chị gái là ngăn nắp gọn gàng ấy, thì em trai thì nghịch ngợm. Các bạn nhìn thấy chữ tì tì này, này nó có hai cái phẩy phẩy không? Mình tưởng tượng như là thằng này nó đang chạy nhảy trong chân, nó quăng về đằng sau kiểu như vậy. Như thế cho dễ nhớ. Em gái, mẹ mẹ. em gái mây mậy thì nhìn mình trông giống như ăn đang mặc váy lòe xòe. Cửa mau Mao thì là có bốn cái ô vuông, cậu có cậu một ô vuông ở giữa. mê mẹ của dầu mê mẹ Ủa dầu mây mậy mặc váy lòe xòe đấy rồi. của mấy dầu tì thì mấy dầu. Mấy dầu là không có dạng phủ định của dầu, thì nó hơi đặc biệt là không được sử dụng pu để biểu thị mà phải sử dụng mấy. Ủa mấy dầu ti tị, Của mấy dỗ tì tôi thì không có em trai. Anh trai ngăn nắp đây rồi, cưa cơ cựa. cửa của mình mấy dỗ cơ cửa Chúng tôi không có anh trai, ngăn nắp đây rồi. mấy Mấy, chữ mấy này có màu xanh này ở bên trái đây là bộ thủy, những cái chữ mà có bộ thủy thì thường liên quan đến nước. Mấy thủy này là bộ tam chấm thủy. Họ không có em gái, đây toàn bộ là
là chữ tha nam hết nhé, tha tha nhân đứng nhé, con trai nhé. Họ không có em gái là tha mấy dạo, tha mấn mấy dạo, tha mấn mấy dạo, mây mậy có nó dạo, Yǒu nghe luôn mấy từ này nhé. mèiyǒu shì ài yǒu Tôi có ủa wǒ nhiều yǒu em gái nó mây mậy. mèimèi wǒ yǒu mèimèi wǒ yǒu gěgě Ủa dậu cưa anh ấy không có chị gái, tha Ta mấy dậu mấy dậu chia chia. chị chị ta mấy dậu chị 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 Chia chia là chị gái. Wo mấy dậu đi đi Ủa mấy dậu tì tì. Ủa mấy dậu tì tì. Sao tì sai nhỉ? Tôi Ủa mấy dậu tì tì. Không hiểu sao sai. Anh trai không có mèo, cưa cửa cửa dậu mau. mèo mèo Tiếp tục bài 2 nào, mèo mau. Ủa tờ là của, ủa tờ mau là giống như trong tiếng Anh ấy, ủa tợ mao là con mèo của tôi, thì cái tợ là mao nhưng mà lại xếp ngược với chữ Việt Nam. Đấy. Tợ dùng biểu thị mối quan hệ sở hữu, trong tiếng Hán dùng để biểu thị mối quan hệ sở hữu, cấu trúc là danh từ 1 cộng tợ cộng danh từ 2, biểu thị là danh từ 2 thuộc sở hữu của danh từ 1. Ví dụ ủa nghĩa là tôi, ủa tợ nghĩa là của tôi, nỉ nghĩa là bạn, nỉ tợ nghĩa là của bạn. Cho nên ra đường mà đừng có gặp cô nào xinh xinh lại thuận mồm nói là nỉ sư của tợ là vứt, nỉ là bạn, sư là của tợ là của tôi. Thế nó nghe thế nó lại bảo là em là của anh, nó lại tha cho. 我的猫 Ủa tợ mau, tôi có mèo. À không phải rồi, sai rồi, mèo của tôi. Con chó của bạn. Nỉ tợ cậu. cậu 我的猫 Ủa tợ mau là con mèo của tôi. 我的弟弟 Tì tì em trai của tôi. Ta shì wǒ de dì dì. Tha sư của tợ ti tị. Tha là anh ấy, sư là ủa tợ ti tị là gì nhỉ? Tha sư của tợ ti tị. Em trai của tôi. Tơ. Đây có bộ rồi. Không biết nó là cái gì. Bộ bạch chỉ màu trắng ánh sáng, nhưng bộ này thường liên quan đến màu trắng và ánh sáng. Bộ bạch này,她不是我的姐姐。 cô ấy không phải là chị gái của tôi.你的哥哥有猫。 Nỉ tợ cưa cựa dầu mau, anh trai của bạn có mèo.他的妈妈没有姐姐。
không có chị gái. Tha tờ mê mẹ yếu cậu. Tha tợ mây mây dấu cậu. Tha tờ cư cửa mấy dấu cậu. Anh trai của bạn tha à, anh trai của anh ấy, anh trai của anh ấy mấy dấu cậu không có sợ. Mama. Ủa sư tha mấn tợ ma mạ, tha mấn tợ ma mạ nghĩa là mẹ của chúng nó, mẹ của anh ấy. Ủa sư tôi là mẹ của anh ấy à, không phải anh ấy mà là họ tha mấn mà. Tha tờ mê mẹ dấu cậu. Tha tợ mây mẩy dấu cẩu, chữ dấu với chữ cẩu đều là thanh ba cho nên là dấu, nó biến điệu lại thành là dấu cẩu, nghe lại nhé. Tha tờ mê mẹ dấu cậu. Cái tạ ủa với cả cơ cựa đây phải có một cái sở hữu ủa ăn nỉ nỉ tạ cơ cựa. Nghỉ tờ cứ cờ dỗ mau. Mình tố ai mình tờ bà bà. Ủa mẫn chúng tôi tâu là đều, ai là yêu? Ủa mẫn tợ ba bạ là bố của chúng tôi. Họ đều yêu chị gái của bạn. Họ đều yêu chị gái của bạn. Họ đều yêu. Câu đầu tiên sẽ là gì? Tha mấn tâu ai, tha mấn tợ chỉa chia, nghĩa là họ đều yêu chị gái của các bạn. Thế không đúng. Câu này tha mấn tâu ai, ủa mấn tợ chỉa chia, nghĩa là họ đều yêu chị gái của chúng tôi. Không đúng. Tha mấn tâu ai, nỉ tợ chỉa chia là họ đều yêu chị gái của bạn. Cái này đúng rồi. Xem cuối cùng là gì. Tha mấn tâu ai, ủa tợ chỉa chia, họ đều yêu chị gái của tôi. Thì câu này mới là câu đúng. Em trai của bạn có mèo. Em trai của bạn này, nỉ Nhị tợ tơ ti tị tì dậu dỗ mau. mau. Nhị tơ tì tì dỗ Dậu mau mau tì. tị thanh bốn tị. Cái này là chữ đơn thể rồi. Ủa tợ cư cựa, anh trai của tôi yêu. Ủa mấn tợ ba bạ, bố của chúng tôi. Anh trai của tôi yêu bố của chúng tôi. Anh ấy là em trai của tôi. Anh ấy tha sư em trai của tôi. Ủa tợ em trai là ti tỷ. Ủa ai ủa tợ ba bà. Ồ, chữ ba bà chỗ này. Ủa tợ ma mạ. Tiếp tục. Ủa dậu cưa cửa. Tha mấn mấy dậu mây mây.
我的妈妈，她不是我的姐姐。她不是我的姐姐。你的弟弟有猫，你的弟弟有猫。我有姐妹妹。我有妹妹。他的哥哥没有狗。他的哥哥没有狗。这样。